Thưa quý vị, chương trình Nước Mỹ dưới góc nhìn cùng với cảnh sát Michael Bùi trên đài VAE Live Media cùng với Amy xin kính chào quý vị. Amy xin chào anh Michael. Michael xin chào Amy và chào tất cả quý vị của thính giả của đài VAE, phải không? Dạ. TV. Lâu lắm rồi mới làm việc lại với Amy. Dạ, một người cảnh sát rất là nhiệt tình, nổi tiếng ở trên các cái đài luôn, cho nên là đài nào quý vị đồng hương cũng gặp anh Michael hết. Anh Michael mới đi làm ra hả? Dạ, mới bữa nay Michael mới đi làm ra, thì ngày nào cũng ra khoảng 3 giờ. Vậy hả? Tại Amy thấy anh Michael mặc sắc phục cảnh sát. Về phải mặc cứ lên như vậy cho trở nên khi người ta nói cảnh sát dỗm đó. Cho nó hoài ha. Như vậy thì anh cảnh sát Michael cho biết là trước mắt thì cái tình hình ở Dallas như thế nào thưa anh? Thì ngày 14 tháng 12 thì quý vị đã thấy là sở cảnh sát có một là bà cảnh sát trưởng của sở cảnh sát đã ra đi rồi. Bà không còn là trưởng cảnh sát của thành phố Dallas nữa, và thay thế vào chức vị của bà thì có một người tạm thời thay thế vào cho từ đây tới cuối tháng 12. Và hiện giờ lúc đầu thì có 36 người nộp đơn để xin làm cái chức trưởng cảnh sát của Dallas, và trong 36 người đó bây giờ đã lọc lại xuống còn 7 người, và trong 7 người đó có 3 người phó cảnh sát từ cảnh sát của Dallas đang làm bây giờ, và một người cũng là hồi xưa cũng là phó cảnh sát nhưng mà đã nghỉ rồi và bây giờ đang là giám đốc cho phần điều khiển của bên phía hội nhà thờ Công giáo. Và ba người nữa, là trong đó có một người phụ nữ da trắng, Michael không nhớ là tiểu bang của tiểu bang nào, và có hai người nữa, một người đến từ thành phố Irving, là ông cảnh sát trưởng Spivey, và một người nữa tới từ Virginia. Thì ngày hôm nay là ngày đầu tiên tất cả bảy người đó có một cuộc phỏng vấn, tại vì nó qua ba lần phỏng vấn là ý đi. Thưa quý vị, phỏng vấn đầu tiên á là cho phía bên những hội đoàn, những đoàn tập thể của hội cảnh sát hay là của những người hội nhà thờ, tất cả những hội đoàn sẽ có một cuộc phỏng vấn với lại bảy người đó. Và cái phỏng vấn lần thứ hai là cái phần phỏng vấn với lại 12 người nghị viên của thành phố. Và lần cuối cùng là cái lần sau cái lần thứ hai thì ông quản lý của thành phố Dallas là city manager đó sẽ có một sẽ lựa ra ba người, và trong ba người trong bảy người đó sẽ có một cuộc phỏng vấn cuối cùng với ông quản lý của thành phố, và sau đó sẽ được. Và cái tin tức này là những người từ đây tới cuối tháng 12 là chắc chắn thành phố Dallas sẽ có một người cảnh sát trưởng. Không biết là ở phía bên ngoài của tiểu bang hay là một trong những người hiện thực là phó cảnh sát của thành phố Dallas. Nói vấn đề về tội phạm của thành phố Dallas thì những vụ giết người thì càng ngày càng tăng. Nội trong tuần vừa qua thì trong một ngày thôi đã có 3 người chết, thì cái con số mà người chết trong thành phố Dallas đã lên tới 260 mấy người rồi. Cái con số này nó rất là lớn so với năm ngoái là cuối tháng 12 thì con số nó chỉ đạt tới có 211 người thôi, thì con số này nó đã lên tăng rất cao. Ngoài ra những cái phần mà con số về giết người thì những cái phần mà như là không phải là ẩu đả nhưng mà làm cho người ta bị thương, đánh nhau làm cho người ta bị thương này nọ đó, thì con số nó cũng đa tăng rất là đáng kể. Còn nói về những cái chương trình xã hội của thành phố Dallas thì quý vị cũng biết thành phố Dallas thì ngày nào cũng vậy, nhất là thành phố Dallas, quận của Dallas, quận của hạt của Tarrant đều ra những cái thông tin là cái con số mà người bị nhiễm bệnh nói càng ngày nó càng tăng. Nhưng mà vào đó quý vị cũng thấy cái con số mà nằm ở giường bệnh nó đã xuống dưới 15%. Tại vì quý vị cũng biết khi mà ông lúc mà tháng 10 mà khi mà ông thống đốc ông cho tất cả nhà hàng
được nâng cái số khách ngồi tới 75%, và những cái quán bar được mở lại đó, thì ông đã nói rồi, khi mà cái con số mà người mà nhập viện đó vì cái dịch bệnh COVID đó, mà lên tới 50, lên tới 15% á, thì ông sẽ có cái lệnh là sẽ, mà trong vòng 7 ngày liên tiếp nha, nếu mà trong 7 ngày liên tiếp mà con số mà nó nằm giường bệnh đó, nó vẫn ở con số 15% đó, thì là ông sẽ đóng cái, những cái quán bar và những cái những nhà hàng sẽ được giảm xuống còn 50%. Thì rất may mắn là cái con số mà người nhiễm bệnh nó tăng, nhưng mà cái con số mà nằm nhập viện thì nó cũng giảm đôi chút. Quý vị có biết cái con số mà tăng như vậy đó là tại vì bây giờ hầu như chỗ nào, rất là nhiều chỗ có những cái test mà rất rất là gần. Cũng nói như là Michael đây, cách đây một tuần vào khoảng thứ chủ nhật vào ngày mùng 9 tháng 12, thì quý vị cũng biết là Michael đi làm như này, thì Michael cái nhiệm vụ của Michael là dạy cho những người cảnh sát mới ra trường. Thì cái người học viên đó đó, sau ngày chủ nhật, ngày cuối cùng mà làm cho cái tuần đó đó, thì cái người đó về có cái người học viên nó về có triệu chứng. Thì tới ngày thứ ba, cái người học viên nó mới gọi cho Michael là nói là có cái triệu chứng của cái dịch bệnh đó. Nhưng mà từ ngày chủ nhật tới ngày thứ ba thì Michael thì không thấy có triệu chứng gì trong người hết. Thì cái Michael có nói cái người học viên nó đi thử và cái xét nghiệm đó là dương tính. Thì ngày hôm đó Michael cũng đi thử luôn, thì để cho chắc chắn, để cho Michael khỏi phải lo sợ để truyền nhiễm cho người nhà. Thì Michael được được thử là không có cái gì, không có bị lây nhiễm. Và tới ngày thứ bảy, cũng trong cái tuần đó, thứ bảy vừa rồi, Michael cũng đi thử thêm một lần nữa. Tại vì thường thường người ta nói, thường thường nghĩ từ 2 ngày tới tới 5 ngày thì mình nên trong cái thời gian đó là mình nên thử. Chứ nếu mà mình mới biết được là cái người đó mới lây cho mình đó, thì cái cũng chưa chắc là mình có cái dương tính. Thì tới ngày thứ bảy Michael thử thêm một lần nữa thì Michael không có thấy là Michael vẫn còn ra cái con số là negative. Thì cái đó cũng tùy theo mỗi người. Cũng như quý vị biết, cái người mà học viên của Michael ngồi trong xe rất là gần với Michael, và hai người giữa Michael và người đó không bao giờ đeo mask hết. Nhưng mà cái này mình cũng biết là cái lý do có thể là nhiều người bị nhiễm, dễ bị nhiễm, và nhiều người đã có cái nó có thể là cái con vi trùng nó không có xâm nhập được vô cái người đó. Thì nói ra thì Michael cũng là một trong những người đó, tại vì khi mà xét ra Michael không có antibiotic, không có gì. Antibiotic có nghĩa là mình đã bị nhiễm rồi, như là mình đã bị nhiễm trước rồi mà mình không biết, mà bây giờ nó có cái tế bào để nó chống lại cái con dịch bệnh đó. Thì Michael chưa bao giờ có một cái phản ứng về cái dịch bệnh đó. Thì hy vọng là Michael cũng stay strong trên cái này. Nếu mà ai có cần những cái blood cell của Michael thì Michael sẵn sàng cho để khỏi phải dịch bệnh. Very nice and very sweet and Michael. Và thưa anh Michael á, những ngày qua thì anh nói như vậy, nhưng mà về cái limited, cái giới hạn cho tụ tập gathering ở một đám đông từ nhà hàng cho tới gia đình, mọi nơi, thì anh có thể nhắc lại là theo cái luật của Texas thì bao nhiêu người maximum được gathering thưa anh? Vẫn là 10 người, vẫn là 10 người nha, nhưng mà Michael khuyên, dù nó nói 10 người nhưng mà cũng rất là nhiều chỗ mình thấy tụ tập rất là đông, nhưng vẫn tụ tập với đông. Cái này là bây giờ thì người ta cũng, quý vị đừng có nên nghĩ là bây giờ mình có cái vaccine ra rồi thì mình cũng không nên để không có để ý tới những cái đó. Theo cái những người mà expert người ta nói là khi mà mình đã chích rồi mình cũng phải nên đeo mask at least cho tới tháng 6 nha, cho tới tháng 6. Tại vì quý vị, nếu mà quý vị không có rành về cái vaccine này á, thì Michael cũng xin nói chút một chút nữa. Cái vaccine này không phải nó làm ra để cho mình được miễn nhiễm cái con COVID này nha. Cái vaccine này nó làm ra trong thời gian gấp để cho cái dịch, cho cái con virus này nó không có làm mạnh hơn
khi mà nó mình bị nhiễm thôi, chứ không phải là mình bị nhiễm. Nó giống như là flu shot gì đó. Cái flu shot không phải là mình chích vô để mình miễn nhiễm cái flu. Tại vì quý vị dù có chích flu shot nhưng mà trong năm nó cũng có ngày quý vị cũng bị cảm, phải không? Thì cái này nó cũng vậy, nó làm cái vaccine này ra là quý vị không phải là bị miễn nhiễm mà để chống lại cái con virus cho nó khỏi phải làm mạnh hơn và mình khỏi phải đi vô nhà thương, và nó cũng như là một cái cảm gì thôi. Còn cái vaccine mà thật sự thì chưa. Còn thứ hai nữa, cái vaccine này nó không có dùng cho ba loại người nha. Quý vị nên nhớ, những người nào mà dưới 16 tuổi, những người nào mà có đang trong thời kỳ thai nghén hay là đang có thai, và những người nào có cái triệu chứng mà triệu chứng nó gọi là coi như là allergy đó, mẹ của tự nhiên quên tiếng Việt là dị ứng đó, dị ứng nặng đó, thì không có nên chích những cái vaccine bây giờ. Tại vì ba cái nhóm người đó, khi mà những cái hãng nó làm ra thuốc, nó không có dùng ba cái người đó để nó thử cái vaccine, bởi vì nó khuyến cáo là không nên chích. Và cái vaccine này đó phải tùy theo, không phải là ai cũng chích vô là cũng có cũng không có bị gì. Tại vì tùy theo mỗi người sẽ có cái gì, tại vì mình uống thuốc, nhiều khi mình uống thuốc cũng có cái dị ứng của cái thuốc, thì cái vaccine nó cũng vậy. Thì quý vị cũng đừng nên lo lắng. Có nhiều người hỏi cho Michael là tôi có nên đi chích hay không, nên đi chích hay không đó, là ở đây không ai bắt buộc quý vị đi chích đó. Không có tiểu bang nào hay là county là bắt quý vị chính, nhưng mà có thể một cái số government agency bắt buộc quý vị phải chích nha. Nếu mà quý chị không chích thì quý vị có thể bị có nghĩa là không có được đi làm, như là thí dụ như Michael là cảnh sát, nếu mà sở cảnh sát nói là tất cả nhân viên cảnh sát đều phải đi chích thì bắt buộc Michael để chích, chứ không Michael không được. Mà ý mình có nhớ những cái vụ vào năm 2000 khi mà những cái vụ mà anthrax không, tại vì rất là nhiều người lính, lúc đó Michael đang ở trong lính, rất là nhiều người lính người ta nói là ok tôi chích cái anthrax này nó sẽ làm hại người, nhưng mà lúc đó Michael đang ở trong lính, Michael không có cái quyền để từ chối, tại vì Michael là lính, nên nếu mà một cái mệnh lệnh đưa ra thì Michael phải phục tùng, nếu không là có thể là bị đuổi và bị trả về lại nhà chứ không được đi lính nữa. Thì cái vaccine này cũng vậy, nếu mà cho những cái government như là cảnh sát hay là có thể là nhà thương nữa, những cái nhà thương nó có thể ra lệnh cho những người doctor và những người nurse phải chích thì mới được đi làm. Thì nếu mà những người đó mà không chích không đi làm thì dĩ nhiên là không có income rồi, không có thể nào mà có income được hết, mà mình cũng không có thể nào mình khai là mình unemployed được, tại vì mình có việc làm. Cái đó là mình tự động mình không thích đi làm tại vì mình không chịu chích. Cái chích đó là cái giống như người dân của mình mà đi làm thường thì mình không có bắt buộc, còn những người làm cho chính phủ hay là những người làm cho những cái cơ quan mà như là nhà thương hay là những cái nhà mà để dưỡng lão đó thì bắt buộc phải chích. Thì hồi nãy anh Michael có nhắc là một trong ba cái người mà không có nên chích đó, thì trong đó có allergy, họ có nói rõ allergy dạng gì không anh? Allergy không có nói rõ, nhưng không phải có nghĩa là ý mi bị dị ứng với peanut butter hay là dị ứng với lại peanut đậu phộng này nọ đó là không có chích. Dị ứng có nghĩa là mình coi như là dị ứng có nghĩa là tối ngày mình cứ sụt mũi, xịt mũi, bị ra ngoài cái gì cũng bị hết. Không, lúc nào mình cũng phải những người mà dùng phải dùng những cái spray để mình trợ giúp để mình thở đó, thì những người đó không nên. Chứ không phải là ok tôi bị dị ứng tôi ăn hành không được hay là tôi ăn tỏi không được tôi bị dị ứng, cái đó không phải nha. Cái đó là dị ứng về tỏi thôi, chứ không phải là dị ứng mà kiểu mà severe allergy, có nghĩa là mình lúc nào mình cũng bị sổ mũi hết, là bị dị ứng, bị hắt xì này nọ, thì gặp một cái thứ gì hay gặp một cái mùi gì cũng bị hết. Dạ. Rồi, cảm ơn anh Michael. Rồi, còn trở lại với cái mà giới hạn số người tụ tập á, như là nãy anh nói là không có quá 10 người, family không là chắc cũng hơn 10 người rồi, nhất là cái mùa Christmas sắp tới nữa. Nhưng mà có ở bên ngoài có cái câu hỏi thắc mắc như vậy nè, nói là nhà hàng, những cái nơi
tôn giáo, hoặc là thậm chí đi máy bay. Máy bay thì ngồi sát 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 với nhau, không có cách ghế nữa, tùy theo hãng máy bay. Các cái nơi khác, đi tôn giáo, đi nhà hàng, đi mọi nơi thì phải giới hạn bao nhiêu? Bữa nay là xuống, hồi nãy anh nói là 25% hả? Phải không ạ? 50%. 50% cho cái capacity, cho cái số lượng mà có thể chứa được ở trong một cái nơi, ví dụ là nhà hàng. Nhưng mà ở nhà thì nói 10 người như vậy nó có conflict không? Nó có mâu thuẫn không ạ? Không có ai tới bắt mình hết. Yeah. Ví dụ mà ý mình có mở Christmas hay là mở những cái những bữa tiệc mà người thân ở trong nhà, ví dụ trong cái nhà đó ở 5 người, bây giờ nhà ba mẹ ở 5 người nữa, yes, hay là nhà anh chị ở 5 người, tại vì mình ở trong gia đình thì nó khác. Ý mình nói 10 người là mình 10 người trên cái 10 người, mà trong đám 10 người mình không quen biết ai hết, không phải là không phải biết ai, có nghĩa là bạn bè chứ không phải là người thân ở trong nhà mình. Nhưng mà ở đây nó ra bởi vì nó không có sở cảnh sát nào mà đã đi bắt những như vậy hết, nó không có tới nhà mình nó bắt như vậy được hết, tại vì nó rất là mâu thuẫn. Mình có thể nói là ủa tại sao trên máy bay ngồi 10 người mà ngồi 3-4 tiếng đồng hồ thì không sao, mà trong khi tôi ở trong gia đình mà tôi là gia đình của tôi thì 10 người thì tại sao là phải bắt. Nó rất là khó để mà thi hành cái luật đó lắm. Nhưng mà mình cũng nghĩ là tại vì lúc mà mình ở trong nhà thì đâu có ai đeo mask đâu, phải không ý mình? Còn ngồi trên máy bay, trừ khi mình ăn uống, mà máy bay bây giờ chắc mình ngày mai cũng chưa đi máy bay trong cái thời gian là dịch bệnh này, thì mai còn không biết nó có cho mình ăn cái gì hay không, cái đó mai còn không có biết. Nhưng mà mai còn nghĩ là ngồi trên máy bay thì người ta đã đeo mask hết rồi, thì cái này không có ai bắt hết mình ơi. Nó nói vậy thôi chứ mai còn chưa thấy ai bị bắt về cái tội mà trên 10 người hết. Dạ, hy vọng là không bắt, mà hy vọng không có hàng xóm nào gọi mét với nhau hết. Có hơn hết nếu mà vậy nó đi Uber tới. Phải không? Dạ. Đi Uber tới. Bây giờ tại vì nếu mà sợ hàng xóm nói thấy ô xe này, những cái nhà này nhiều người quá, đi Uber tới thì ai mà biết được. Mình không có làm ồn hay là mình ăn uống trong nhà, đâu có ai mà cảnh sát tới gõ cửa, ồ tôi muốn điều tra. No, không có chuyện đó. Cái đó là vi hiến nha. Cái đó là vi hiến, nó không có theo cái hiến pháp của địa. Ok, dạ. Còn câu hỏi cuối nhờ anh Michael nói chia sẻ cái suy nghĩ về nước Mỹ dưới góc nhìn. Ngày 12 tháng 12 vừa qua, dạ. Ngày 12 tháng 12 vừa qua đó, thì ở Washington DC, ở tòa Bạch Ốc trước cổng đó, thì hàng triệu người Mỹ đã đến đó rally biểu tình ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Thì với cái góc nhìn của anh có thể chia sẻ về cái việc này không anh Michael? Michael thì không phải là người chính trị gia, cũng không phải là người chuyên môn nghiên cứu về những cái chuyện này, thì nhưng mà Michael thấy đó là trước sau gì nha, trước sau gì ông Trump cũng sẽ tuyên bố là ông sẽ nhận thua cái cuộc tranh cử kỳ này, nhưng không có nghĩa là ông sẽ không tục. Dù nếu mà ông vẫn ra thì bên quốc hội hay là bên thượng nghị viện cũng sẽ có một cái cuộc điều tra về cái máy móc bầu cử, về những cái tiểu bang đó, để cho 2 năm tới này khi mà mình có bầu cử cho quốc hội lại đó thì mình sẽ không có một cái gian lận nào đó. Tại vì nước Mỹ mà nói về gian lận bỏ phiếu thì cái đó thì nó rất là kỳ quái. Mình không phải là một nước thứ ba, mà mình cũng không phải là một nước cộng sản hay là một nước xã hội chủ nghĩa, thì cái này nó làm cho người dân ý mi. Bây giờ tất cả ai cũng biết tại sao ông Trump thua, không có phải là vì đảng Cộng Hòa hay đảng Dân Chủ. Ông Trump thua tại vì người ta ghét ông Trump thôi, chứ không phải là ông Trump thua về giữa ông đứng về đảng Cộng Hòa. Tại vì người ta ghét ông Trump, bây giờ những cái người mà trẻ mà ghét đó, người ta chỉ biết là người ta không có biết ông Biden làm cái gì cho đất nước rồi. Chỉ cần biết là người ta ghét một người thì người ta sẽ bầu cho 10 người khác, chỉ có vậy thôi, nên ông mới thua, chứ không phải là ông Trump không làm được việc. Chỉ vì nhưng mà 2 năm tới nếu mà 2 năm tới hay là 4 năm tới, thì khi mà có một người nào của đảng Cộng Hòa ra tranh cử không phải là ông Trump thì
đảng Cộng hòa sẽ lấy lại cái chức tổng thống của 4 năm tới. Và Michael nghĩ nếu trong tương lai, nếu mà con của Ivanka Trump mà ra tranh cử, thì Michael tất cả rất là nhiều người sẽ dồn phiếu cho bà ta. Dạ, đây là một cái sự tiếng nói của người dân vừa qua, trong những ngày vừa qua ở khắp nơi ha anh Michael ha. Đúng rồi, không có ai, even là Michael cũng không có chấp nhận được là ông Trump đã thua, nhưng mà cái sự thật nó không còn thì giờ nữa. Mình không phải là mình không còn thì giờ, nhưng mà ý mình cũng nên để ý những cái survey, những cái cuộc mà người ta hỏi phỏng vấn á, người ta nói nếu mà ông Biden mà nắm tổng thống á thì có nên impeachment, có nghĩa là có nên để tố ông ra tòa giống như ông Trump không, thì tất cả 10 người trên 10 người đều nói là khi mà ông Trump mà lấy chức làm chức tổng thống á, người ta sẽ tuyên bố là một cái coi như là hạ viện và thượng viện sẽ làm một cái cuộc điều tra, điều trần cho ông Biden về những cái vụ rắc rối giữa ông ta và con của ông ta liên hệ tới nước China. Dạ. Và những vụ thuế nữa, thì nhiều, rất là nhiều người, người ta nói là sẽ impeachment ông. Dạ. Biden. Ông Biden hả? Dạ. Dạ. Rồi, dạ. Cảm ơn anh Michael Bùi rất nhiều chia sẻ với nước Mỹ dưới góc nhìn ngày hôm nay trong tuần lễ này. Và chương trình này sẽ được tiếp tục, mời quý vị đón xem. À, một câu hỏi cuối nữa về lớp học bắn súng trong cái mùa này, có open nữa không anh Michael ha? Hôm qua Michael mới mở một cái lớp hôm qua, và cái lớp tới nữa sẽ mở vào ngày thứ ba. Thì cái lớp thứ ba Michael chỉ còn có một chỗ thôi, thì không còn nữa. Nhưng mà nếu mà quý vị có nhu cầu thì vẫn có thể gọi cho Michael 817-903-7167, 817-903-7167. Và Michael hy vọng là Amy tuần tới có làm như có nói với Michael là sẽ đi theo chương trình cảnh sát để coi một ngày cảnh sát, thì hy vọng quý vị đón xem những cái sự mà Amy nhìn thấy trong cái ngày hôm đó, thì hy vọng là một ngày tốt để cho Amy có thể thực hiện những cái cuộc phỏng vấn hay là những cái góc nhìn của một người dân với lại đối với lại cảnh sát. Dạ, đúng rồi, thưa quý vị. Amy cảm ơn anh Michael rất nhiều. Cảm ơn quý vị của Sở Cảnh sát Dallas đã schedule, approve cho Amy được đi theo anh Michael trong cái giờ làm việc để mà ghi lại những hình ảnh, những cái giờ mà cảnh sát phải làm việc ở cảnh thật, người thật, những cái nơi ở tại Dallas này. Amy sẽ đi cùng anh Michael vào tuần tới này, và mời quý vị đón xem cái vlog những hình ảnh ghi nhận công sức những ngày làm việc của Sở Cảnh sát. Xin hẹn gặp lại quý vị cũng như anh Michael ở chương trình Nước Mỹ dưới góc nhìn vào tuần sau, thưa quý vị, thưa anh Michael. Cảm ơn Amy và xin hẹn lại quý vị vào một lần tới. Cảm ơn. Dạ. Amy xin chào.